Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì sau phiên trả cung hôm qua thì thị trường chung của chúng ta hôm nay có một phiên ở dao động ở vùng mà hôm qua chúng ta có chia sẻ với nhau, đó là nó sẽ cân bằng ở trong vùng này, tức là vùng 1070 cộng trừ anh chị nhé, 70 đến 75 ở đấy cộng trừ đấy. Thì cái biến đổi dao động hôm nay thì nếu như cao nhất á, là 1072.70 này, còn thấp nhất là 1066.43 này. Tức là cái biến của hôm nay là nếu chúng ta lấy giá cao nhất trừ giá thấp nhất á, thì cái biến hôm nay là rơi vào 6.27 điểm anh chị nhé, biến hôm nay 6.27 điểm. Tuy nhiên cái khối lượng nó hơi lớn một tí, nhưng mà cái biến đổi dao động như thế này thì như phiên hôm nay là cũng khá tích cực. Sau phiên trả cũng hôm qua thì phiên hôm nay là một phiên ở một trạng thái cân bằng tích lũy lại. Vậy thì làm thế nào để chúng ta cũng nhìn nhận được là thị trường sắp tới các phiên tới mà nếu các diễn biến nó dao động như thế nào á, thì chúng ta phải có những chiến lược để chúng ta giao dịch. Thì anh chị lưu ý cho mình rằng là sau phiên phục hồi và trả cũng hôm qua thì hôm nay là thị trường là dao động trong cái vùng mà chúng ta đã vẽ sẵn ở nó đây. Thì với cái biến đồ dao động và cái vốn giao dịch thì chúng ta vận dụng vào để cả phiên tới anh chị có thể cân nhắc để chúng ta có thể là bán hạ thị trọng, hoặc là anh chị có thể tham gia được, hoặc là anh chị có thể là gì nè chốt lợi nhuận vân vân cả kiểu. Thì với tư duy đó thì chúng ta có một chiến lược, đó là anh chị lưu ý rằng là ở đây anh chị này, sáu phiên tích lũy và sáu phục hồi, tức là cái phiên hôm nay, phiên hôm qua là phiên trả cung và hôm nay là phiên là gì tích lũy sáu phục hồi và biến đổi dao động và vốn, thì mình sẽ lấy cho anh chị một số cái ví dụ ở một số cái quá trình vận động của nó. Tất nhiên cái bối cảnh mỗi giai đoạn là nó khác nhau, anh chị lưu ý rằng là bối cảnh mỗi giai đoạn là nó khác nhau. Tuy nhiên là cái cách thức vận động á, cái cách thức vận động và biến đồ của những khối lượng thì thường là nó sẽ là có sáu, nếu như biến chặt và khối lượng nhỏ thì thường là nó có yếu tố tích cực, còn nếu như biến mà lỏng khối lượng lớn thì thường nó sẽ không tích cực. Ví dụ như phiên hôm nay chẳng hạn, anh chị thấy rằng là nếu như anh chị nhìn đó, anh chị thấy rằng là hôm nay thì biến khoảng 6 điểm, hơn 6 điểm một tí, nhưng mà khối lượng thì nó hơi lớn tí. Thì về mà về xét về yếu tố sau phiên hôm nay thì nó vẫn còn khá là ok. Còn mình lấy anh cả chị cả ví dụ ở đây này, nếu như anh chị thấy rằng là sáu cũng phiên trả cũng như anh chị này, cái giai đoạn này gì nhá, mình cho nó to lên một tí. Tất nhiên mình khẳng định lại với chị rằng là sáu mỗi giai đoạn này là nó khác, bối cảnh nó khác nhau đấy. Tuy nhiên thì cái cách thức vận động về giá và khối lượng thì cái cách thức vận động là nó sẽ giống nhau gì nhá. Thì anh chị thấy rằng là sáu phiên phục hồi này đấy, sáu phiên trả cũng này và khối lượng nhỏ này, thì thị trường này ở vấn đề chủ là anh chị không quan trọng về tăng hay giảm. Nếu như thị trường tăng hay giảm ở khoảng mức khoảng 0,2, 0,3, 0,4% á, thì nó không 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 quan trọng lắm đâu. Là như hôm nay đi tham chiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái mức độ tăng điểm mà nó không quan trọng nhiều, tức là dưới 0,5% thì nó cũng không quan trọng nhiều. Nhưng anh chị thấy rằng là những giai đoạn này, anh chị thấy rằng là 6 phiên trả cũng này thì chúng ta thấy là thị trường có tăng điểm, nhưng mà biến của cái phiên này anh chị thấy là 6 phiên trả cũng, anh chị thấy là như nào, cái phiên này là phiên biến đồ dao động của nó là ở cái vùng cao nhất là mẹ 1062.61, còn thấp nhất ở đấy là 1046. Như vậy thì biến dao động của nó là rơi vào khoảng là 13 điểm đấy, 13 điểm đấy, biến đồ dao động 13 điểm, và cái vùng này là loanh quanh cùng với cái loanh quanh ở vùng này là biến đồ dao động của nó là cũng hơn 10 điểm cả anh chị nhé, anh chị biết tính xem. Nhưng đấy, đấy mình tính một phiên thôi, nhưng mà sau anh chị nhìn mắt thường anh chị thấy thôi, nhìn mắt thường anh chị thấy là nó đã dao động và dao động với khối lượng lớn, thì thường sau đó nó có quá trình test lại đáy này, test lại phiên trả cung á, đấy nó test lại cung anh chị thấy là tiếp tục với phiên trả cung với tiếp tục trả test lại và khối lượng lớn đấy và biến đồ vẫn là lớn, thì không có quá trình cân bằng ở phía sau thì chúng ta vẫn không mua đấy. Và nếu như mà anh chị có hàng khi nó dao động ở vùng này thì anh chị thường nhận thường phải bán hà thị trọng, hoặc là anh chị có thể chốt thế nào đó. Nó tùy vào cổ phiếu anh chị cầm và tùy vào tỷ trọng danh mục trong anh muốn anh chị chiếm bao nhiêu. Và tất nhiên ở đây thì mình trình bày là mình khẳng định với anh chị đấy là cái quan điểm cá nhân của mình, anh chị nên cân nhắc trước khi đầu tư. Thứ hai là chiến lược giai đoạn là thị trường nó đi ngang, quan điểm của mình là đánh ngắn thôi, còn nếu như anh chị cầm mấy năm thì mình không tính đâu đấy. Thì do đó là nếu như mà các phiên tới mà nó dao động một cái biến trên 10 điểm, trên 90 điểm thì anh chị và khối lượng lớn thì mình nghĩ rằng anh chị nên nên tính toán thế nào đó, bởi vì nó sẽ không an toàn, lại không an toàn nhiều đấy, là một cái lưu ý. Còn một cái nữa là anh chị thấy rằng là như giai đoạn này, mình lấy ví dụ như giai đoạn này giai đoạn này này và giai đoạn này này đấy, thì anh chị thấy rằng nhá, biến đồ dao động của nó, mình lấy ví dụ như phiên này sau cái phiên tẹt cúng, thì anh chị thấy rằng nhá, phiên phục hồi tẹt cúng, thì anh chị thấy là biến đồ của nó là
cao nhất và thấp nhất là nó dao động là mấy ạ? Dao động có 6 điểm thôi. Nhưng đây là dao động có 6 điểm thôi đúng không ạ? 1182.21 và 1170.92. Như vậy là nó dao động đâu đó là hơn 6 điểm một tí. Mình chưa tính cụ thể nhưng mà đấy, thì nhìn vào mặt thương anh chị tính một phiên anh chị ông thấy, và nhìn vào mặt thương anh chị thấy là biến đồ của nó là chặt, biến đồ là chặt đúng không ạ? Biến đồ nó là hơn 6 điểm một tí này. Và cái khối lượng thì mặc dù nó lớn nhưng biến đồ nó lỏng. Nhưng mà sau đó thì giai đoạn đầu khối lượng lớn á, thì nó tiếp tục là có quá trình test lại tiếp. Anh chị thấy chưa? Nó có quá trình test lại tiếp. Và quá trình test lại này thì anh chị cũng thấy rằng là biến đồ nó nhỏ. Đấy, và khối lượng nó kiệt xuống, khối lượng nó nhỏ xuống. Đấy, thì như vậy là nó sẽ an toàn. Còn tất cả các giai đoạn đều vậy anh chị nhé. Còn biến đồ những giai đoạn này anh chị thấy khá lỏng, đúng không ạ? Đấy, khá lỏng. Đấy, và sau đó nó khối lượng không phải thì nó sẽ không ok. Như giai đoạn này vậy gì biến đồ anh chị thấy là gì? Nó sẽ khá là lỏng lẻo. Trên 10 điểm. Với biến đồ trên 10 điểm cũng như là khối lượng nó lớn á, thì thường nó sẽ có những nhịp chỉnh tiếp theo. Đấy, còn như giống như giai đoạn này thì biến đồ nó gì ạ? Biến đồ nó cũng hơi lớn nhưng sau đó nó chỉnh. Đấy, và sau đó là sau có phiên test cung. Và test cung test là đại trưởng và nó cân bằng được thì chúng ta thấy rằng là những giai đoạn này là chúng ta đang mua rất ok. Lịch sử là nó rất nhiều giai đoạn anh chị nhé. Đấy. Mấy ông lấy ví dụ cho anh chị ở nhiều cái giai đoạn nữa. Ví dụ như những giai đoạn này này. Sau quá trình phục hồi anh chị thấy là gì ạ? Nó có quá trình những có phiên này gọi là phiên test cung này. Nhưng mà xin lên đây anh chị thấy đó nhá, tất đến bối cảnh một khác nhau như nhá, dao động nó lỏng. Đấy, và khối lượng nó lớn thì thường là sau đó nó có quá trình trả lại biến lớn thì thường nó sẽ giảm tiếp. Đấy. Còn lịch sử cũng khá nhiều anh chị. Đấy, còn như giai đoạn nào vậy thôi. Đấy, biến đồ mà nó lỏng á thì thường là nó như vậy. Thường là nó sẽ tiếp tục là khối lượng lớn thì nó sẽ tiếp tục là test lại. Và test đến khi nào mà chúng ta thấy đang nhá, biến đồ nó chặt. Đấy, biến đồ nó chặt và có một phiên test cung lại thì chúng ta thấy là nó sẽ ok hơn. Đấy. Đây cũng vậy thôi. Tất nhiên bối cảnh mình chia sẻ với anh chị là bối cảnh nó khác nhau như nhá. Anh chị thấy là giai đoạn đầu nó diễn rất là dao động. Đấy, và khối lượng lớn. Thì sau đó nó sẽ có quá trình là rủ tiếp. Và lên đây anh chị thấy chặt không? Anh chị thấy nó chặt không ạ? Đấy, anh chị tính mà xem cái biến đồ những quá trình này hơn 10 điểm. Còn ở đấy là loanh quanh đâu đó khoảng 7-8 điểm thôi. Thì thường là nó sẽ ok hơn. Sau đó có phiên test cung. Đấy. Thì cái chiến lược tiếp theo là anh chị vận dụng vào quá trình giao dịch ở đấy thì anh chị thấy rằng là nếu như mà nó tiếp tục dao động trong vùng này mà nếu như biến đồ mà khoảng lánh quanh 7-8 điểm á và biến chặt và khối lượng nhỏ thì chúng ta sẽ khá ok. Còn nếu như nó chặt mà nó kéo lên một phạt luôn á, nó không tẹt lại vùng phiên hôm qua gì nhá, nếu như nó không tẹt lại phiên hôm qua mà chúng ta sẽ nó kéo lên mà có ở vùng 1080 một phạt là nó cũng rất là dễ hình thành đỉnh số 2. Rất là dễ hình thành đỉnh số 2. Do đó quan điểm của mình thì chúng ta sẽ xem xét quá trình này, xem biến đồ và cũng như khối lượng chúng ta có những chiến lược giao dịch. Đấy. Còn đó là đối với thị trường thì mình có một số nhận xét như vậy thôi. Bởi vì hiện tại là chúng ta đang chơi thêm xem cả phiên tới như thế nào. Còn đối với anh chị xem chart 1 giờ á, nếu anh chị xem chart 1 giờ ở đấy thì ở đây thấy hôm qua mình có vẻ anh chị này. Hôm qua chúng ta chia sẻ hôm qua mới có một đáy MACD thôi. Chart 1 giờ gì nhá. Thì chúng ta thấy là hôm nay nó cắt lên thôi, đường MACD á, là nó cắt lên đường tín hiệu. Là thứ nhất, tín hiệu tích cực thứ nhất. Tín hiệu tích cực thứ hai là MACD histogram là đã nằm trên đường không, tức là nó có cả cái chấm xanh ở đây rồi. Đây là tín hiệu tích cực thứ hai. Và chúng ta chờ xem thử là nếu như thế này thì cả phiên tới nó có lấp lại gặp này, nó đang hiện đang giao dịch ở vùng gặp 1069 đấy thôi, 1069-68 là chín ở đấy thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta xem thử nó cân bằng được đấy hay không. Thì sẽ mình xóa cái hôm qua gì nhé. Nếu như mà nó lên anh chị nhé, nó lên mà nó vòng lại một cái này, đường MACD mà nó vòng xuống một lần nữa và cắt qua đường tín hiệu và vòng lên một lần nữa tạo đáy số 2, tức là đáy số 2 đây. Và nó có tính phân kỳ. Đây. Tức là nó có thế này. Tức là khi mà có MACD có hai đáy, ở chart 1 giờ có hai đáy và đáy 2 thì cao hơn đáy 1 á. Và khi đó là đường tín hiệu cắt lên đường MACD cắt lên đường tín hiệu thì khi đó chúng ta mua sẽ rất ok. Khi đó chúng ta mua sẽ rất ok. Đấy, và nếu có như thế này thì thường là chỉ số VN Index nó sẽ có quá trình cân bằng đấy, nó phải có quá trình nhúng lại một lần nữa. Và nhúng lại có thể là test lại vùng đáy. Đấy, có thể là test lại vùng đáy này gì này. Đấy. Có thể test đáy nhưng mà test đáy này có thể là cao hơn hoặc thấp hơn. Nhưng mà thường thì như trong một xu thế thế này thì thường nó có xu thế là test sẽ cao hơn. Mình lấy ví dụ như thế này, có thể là nó test lại một lần nữa, nó có thể là tạo một cái đáy thế này. Đấy, kiểu nó như vậy anh chị nhá. Đấy, đáy số 2. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là nó sẽ có tín hiệu này. Đấy, tất nhiên đi mình xóa cái này, nếu không có trường hợp này chúng ta vẫn mua được này. Tức là đường MACD này nó tiếp tục cắt đi lên. Đấy, đường MACD này nó tiếp tục đi lên anh chị nhé. Đấy, nó vẫn cắt trên nằm trên đường tín hiệu và nó tiếp tục đi lên thế này ấy.
Thì quá trình này nếu có xảy ra thì cái nhịp sóng hồi này rất dễ là nó sẽ hình tạo cái đỉnh số 2 ở vùng 1080, sau đó nó sẽ điều chỉnh tiếp. Đấy, thì nếu như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ đến gặp 1080, nó sẽ điều chỉnh tiếp. Đấy, thì chúng ta sẽ dõi thêm thử cả cái phiên sắp tới này như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì nói như vậy thì không có nghĩa là hôm nay thị trường mà đang như thế này thì chúng ta sẽ không giao dịch được. Mà mình ví dụ với anh chị là hôm nay vẫn có những cổ phiếu có thể vẫn mua được. Mình lấy ví dụ trong dòng bất động sản, đối với dòng bất động sản thì hôm nay có nhiều cổ phiếu tìm tài, đúng không ạ? Đấy, TDC này, Nam Long này, HTC này. Đấy, nhưng mà cái dòng đồng bất động sản thì nó không đồng thần lắm. Có những cổ phiếu vừa rồi tăng nóng thì hôm nay nó có điều chỉnh giảm điểm. Còn một số cổ phiếu vừa rồi nó chưa tăng thì hôm nay nó tăng. Như Nam Long thì hôm mấy giai đoạn vừa rồi nó tăng, nhưng hôm nay nó tăng bởi vì là có thông tin liên quan đến G rồi cho một số cái thông tin về của nó ở Đồng Nai, đúng không? Cái này anh chị xem tin. Nhưng mình là ví dụ như anh chị hôm nay có cổ phiếu này vẫn mua được này. Ví dụ như con HDG anh chị nhé. Ví dụ như HDG hôm nay vẫn có thể mua được. Đấy, mình cho nó nhỏ xuống đây. Anh chị thấy chưa? Đấy, tức là nó là có quá trình này như này, một đáy này. Đấy, anh chị thấy chưa? Một đáy này, hai đáy này. Tẹt là đáy khối lượng nhỏ này. Tẹt là đáy kéo lên khối lượng nhỏ, anh chị nhìn thấy này. Đấy, sau đó quá trình phục hồi đấy, khối lượng nó tăng lên này. Sau đó quá trình cân bằng tẹt lại khối lượng nhỏ này. Đấy, thì sau quá trình có xác nhận thêm đấy thì chúng ta thấy rằng là phiên khối lượng lớn. Nhưng mà sau quá trình tẹt lại thì anh chị thấy là biến độ nó chặt không? Biến độ nó chặt này, khối lượng nhỏ này. Thì những cổ phiếu này thì anh chị mua hôm qua không được. Và nếu như hôm nay mà nó vượt cái vùng giá mấy ạ? 32.600. 32.600 đây nhìn này. Đấy, 32.600 đây ấy, thì anh chị mua cũng ok. Đấy, tất nhiên anh chị nhá, tất nhiên cổ phiếu này nó có thể là nhá, tẹt lại ở vùng 36.000 này một lần nữa. Đấy, tất nhiên mình nói với anh chị là khi nó vượt cái vùng giá này chúng ta có thể mua. Nhưng mà nếu cả phiên tới mà thị trường chúng điều chỉnh hoặc là nó có thể cân bằng lại, nó có thể có kiểu như vậy. Và nó có thể tẹt lại như thế này. Khi nó tẹt lại như thế này, khối lượng tiếp tục nhỏ và nó xác nhận phía sau chúng ta lại có một cái điểm mua số 2. Có một điểm mua số 2 ở đây. Đó là một kịch bản. Ngoài ra nó còn có một cái khả năng nữa. Đó là gì ạ? Đó là nó có thể lên ở gặp vùng này. Lên gặp vùng đỉnh trước này gì này. Tức là vùng giá 35.000 này. Đây, nó có thể tích lũy ngang ở vùng này. Và khi nó tích lũy ở vùng này và biến đồ nó chặt khối lượng nhỏ thì anh chị vẫn có thể có những quá trình tham gia khi nó vượt lại vùng này. Đây, vượt giá 3 lần và giá 35. Đây, và anh chị quan sát vào khối lượng anh chị có thể gia tăng được. Đấy, hoặc là mua mới được, đúng không ạ? Tuy. Đấy, thì đó là những kịch bản tích cực, đúng không ạ? Bởi vì phiên hôm nay khá là ok, phiên hôm qua nó phiên trả cũng rất tốt. Đấy, thì đó là một cổ phiếu ví dụ, đúng không ạ? Đấy, thì mình ví dụ như vậy thôi. Còn ví dụ như dòng ngân hàng á, thì sắp tới có khả năng anh chị nhớ mình nói có khả năng cái con CTG này. Sắp tới khả năng con CTG này có khả năng sẽ có một cái phiên mà kéo lên ở giá khoảng 30. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị thấy là như thế nào? Đấy là một mẫu hình vai này, đầu này, vai này. Thì đấy là một cái quá trình sáu, quá trình tạo vai bên phải nó gặp đỉnh trước á, gặp đỉnh trước thì nó có quá trình cân bằng và cái những phiên tăng thì có khối lượng lớn, quá trình rủ lại anh chị thấy là khối lượng nó nhỏ, đấy, khối lượng nó nhỏ và chúng ta thấy là phiên hôm qua phiên một phiên nhà tẹt cung, khối lượng rất nhỏ, hôm nay là một phiên nhà tẹt lại, sau phiên phục hồi và biến đồ hôm nay chúng ta thấy là nó vẫn ok, biến đồ nó nhỏ, khối lượng nhỏ. Thì thường á, thường anh chị sẽ mua như thế nào? Thường anh chị sẽ mua khi nó vừa được vùng giá mày ạ, vừa được vùng giá này. Vừa được vùng giá có đỉnh hôm thứ tư vừa rồi anh chị nhá, thứ hai vừa rồi nhá. Ví dụ vừa được vùng giá 29.000. Đấy, 29.500 ở đây. Đấy, và khi đó khối lượng là phải trên 1 triệu cổ. Đấy, trên 1 triệu cổ thì nếu như phiên sáng có những giá này thì chúng ta có thể ok được. Đấy, đấy là cái chiến lược. Nó vừa được vùng này phải là anh chị có thể tham gia được. Đấy, còn nếu như anh chị không tham gia được khi nó vừa được vùng giá này thì anh chị chơi nó vừa được vùng giá mấy ạ? Vừa được vùng giá 30 này nó kiểu gì nó cũng phải có quá trình tích lũy, có hai khả năng. Là có những khả năng nó tích lũy ở ngay vùng này 30. Đấy, và nó khối lượng nhỏ và sau đó nó xác nhận tiếp á. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái nhịp để mua ở đây. Còn nếu như không mua thế này, một cái cách thức vận động của nó nữa anh chị nhá, một cái cách thức vận động nữa là lên đây nó có thể tẹt lại. Đấy, nó tẹt lại và khi nó tẹt lại vùng này thì anh chị thấy đấy, anh chị có xác nhận phía sau anh chị vẫn tham gia được. Như vậy thì ở đây thì mình vẽ vời nó hơi nhiều bởi vì là cách thức vận động cổ phiếu nó rất nhiều và những cái diễn biến trong phiên là anh chị thấy rằng là nó sẽ cách thức vận động như vậy. Tất nhiên ở đấy thì mình không phải phân tích con CTG này là cái cách tối ưu mà phân tích cái chiến lược giao dịch thôi, bởi vì ngân hàng thường nói chồng đấy, tùy vào chiến lược của anh chị thôi. Ví dụ là dòng chứng khoán nó đã phiêu, đúng không ạ? Những cái dòng chứng khoán anh chị biết rồi, mình chốt cách đấy cả tuần rồi và anh chị thấy là giá đoạn vừa rồi nó giao động rất là lỏng,
Thì nếu như về chiến lược đánh ngắn thì thường người ta chủ được giai đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là CTG, đấy là một cổ phiếu anh chị nên quan tâm. Đấy, tất nhiên hiện tại nó chưa đạt những cái điều kiện đó anh chị nhé. Nếu như anh chị mua hôm nay hoặc là mua hôm qua thì thường là anh chị mua một cái tỷ trọng khoảng nhỏ thôi, 30%, 20% thôi, chứ thường không mua nhiều. Bởi vì như thế này thì thương xấu nó có thể gãy, nó có thể gãy là bất kỳ lúc nào. Đấy, do đó là nó cũng tùy vào những cái chiến lược và chúng ta hay giá dịch và tùy vào tỷ trọng. Đấy, thì đó là cổ phiếu CTG. Còn đối với các cổ phiếu thì mình lướt qua một tí, đó là ví dụ như Vietcombank thì khả năng cao nó sẽ có vùng cân bằng ở đây, có khả năng nó sẽ cân bằng được. Nếu nó cân bằng ở đây thì nó có thể là hình thành một hình hai đáy, một đáy này, hai đáy đây này, đây và hai đáy đáy sau cao hơn đáy trước, và khối lượng ở đáy hai này thì hiện tại chúng ta thấy đang là khối lượng ở đáy hai này hiện tại như nhá, nhưng không đâu, mai kia nó giảm thêm một vài thùng với giá 85.000 nên bảo là ô hôm trước ông bảo là hai đáy nhá, thì anh chị thấy đang là nếu như nó cân bằng ở đấy thì khối lượng ở đáy hai chúng ta thấy hiện tại thì nhỏ hơn đáy một, đấy là một tín hiệu tích cực. Thứ hai nữa là đáy hai cao hơn đáy một, thì nếu như anh chị mà tham gia ở vùng này và dựa vào những tín hiệu MACD và MACD histogram chỉ có thể tham gia những giai đoạn này á, thì chúng ta phải có kỳ vọng những giải vùng giá là lên đâu đó khoảng vùng giá mấy ạ, 92-93.000 ở đây. Đấy, thì tùy những chiến lược, tất nhiên thì như Vietcombank thường không đánh và chúng ta phân tích để chúng ta đánh giá thị trường, đó là đối với Vietcombank. Rồi là ví dụ như STB thì cũng nhiều anh chị hỏi, nhưng mà mình thấy thì cổ phiếu này nó khá dao động, nó không phải như CTG anh chị, nó chặt nhá, CTG nó chặt hơn. Còn STB thì nhiều anh chị hỏi, nhưng mình thấy rằng là nó vùng này nó khá dao động, khối lượng lớn. Thế mình nghĩ rằng là nó phục hồi lên khoảng vùng giá 26.500 ở đây này, thì nhiều khả năng nó sẽ có quá trình cân bằng nữa. Tức là cái thức phần đầu của nó thế này, nó lên vùng này này, đấy là tích cực anh chị nhá. Và nó thì tiếp tục tích lũy ở đây. Đấy, tích lũy đây. Thì khối lượng nhỏ xuống và nó sẽ cân bằng và có những tín hiệu phía sau này thì có thể tham gia được, nhưng mà hiện tại là chưa. Thì chúng ta chờ thêm thử cả cái giai đoạn tới như thế nào. Đấy, thì để hiện tại như MB cũng vậy này, MB cũng vậy, chúng ta thấy đấy nhá, khối lượng nó khá là nhỏ và biến thì nó khá là chặt ở sáu cái giai đoạn đầu này. Đấy, thì đó là về dòng ngân hàng mình phân tích quá thôi. Vừa rồi có giai đoạn vừa rồi như thế SHB lên nó tụt này, đúng không ạ? Đấy, lên nó tụt này. Đấy, dòng ngân hàng như ví dụ SHB chẳng hạn, mà nếu anh chị mua từ những vùng dưới này mà nâng cấp đến hiện nay thì anh chị lại nó ok thôi, chứ không phải là ngân hàng nó xấu đâu, đúng không ạ? Đấy, thì đó là chiến lược thôi. Đấy, đó là về dòng ngân hàng. Còn dòng chứng khoán, dòng chứng khoán thì hôm nay được một cái nét tích cực, đó là khối lượng nhỏ, tuy nhiên là cái biến đồ thì mình thấy là hơi lớn. VND cũng vậy này, rồi SSI cũng vậy này, HCM cũng vậy này, rồi chứ nào SHE cũng vậy này, rồi VCI cũng vậy. Hầu hết các cổ phiếu dòng chứng khoán hôm nay được một nét, đó là khối lượng nhỏ thôi, còn lại là biến rất là lọc. Và mình ví dụ CTS mình có gì, nhưng mình có thì mình bán từ những giai đoạn này thôi, từ những vùng giá này mình là chủ thịt đó. Đấy, anh chị thấy sáng hôm kia là kéo lên vùng giá 18.000 mình chủ thịt luôn. Đấy, thì tất nhiên nó có thể là nó cũng có thể là nó cân bằng ở vùng này rồi đấy, nó có thể chạy một phát nó rụt nữa, nó lên đâu ví dụ như là ở vùng giá ví dụ 19-20.000 ở đấy, thì cái đó thì mình không biết, nhưng mà chiến lược đánh ngắn của mình thì lên vùng này dao động thì mình là chủ thôi, đấy, đúng không ạ? Còn khả năng để lên thì mình đánh giá nó sẽ không cao. Đấy, đó là lý do vì sao mình bán, đúng không ạ? Thì anh chị chơi thêm xem tùy vào chiến lược anh chị. Còn dòng chứng khoán hiện tại chúng ta thấy là mình thấy là chưa có gì mà có thể tham gia ở nhịp số 2, trừ trường hợp nó tích lũy lại. Trừ trường hợp tích lũy lại như nhá, anh chị thấy VCI như vậy nó đã rất lỏng. Đấy, thì nếu như mà nó cân bằng tích lũy lại và chặt thì chúng ta sẽ tính tiếp, còn nếu không thôi. Đó là đối với dòng chứng khoán. Một cái dòng nữa là nhiều nhà đầu tư khá quan tâm hiện tại là dòng thép. Dòng thép thì như thế này thì anh chị nên chơi như thế nào? Anh chị chơi nó lên MA20 này. Nếu nó vượt MA20 á, này nếu nó vượt MA20 thì nó phải test lại này khối lượng nhỏ và cân bằng trên MA20 vâng ở chưa, và có những quá trình xác nhận ở phía sau này này, thì chúng ta có thể tham gia đánh ngắn ở đây vùng này thôi. Còn nếu như anh chị kẹt hàng á, thì nếu như mà anh chị thấy rằng là nó có hồi lên ở vùng giá mấy ở gặp MA20 mà động lực nó yếu á, thì lên gặp MA20 nó sẽ rơi tiếp. Đấy, lên gặp MA20 mà nó không vượt được MA20 đấy và nó giảm tiếp thì thường nó sẽ gãy tiếp. Đấy, thì đó là đối với dòng thép, mình phân tích hóa sen cái chiến lược đó với anh chị theo dõi thêm. Nhưng hiện tại như sau phiên hôm nay chưa nói vấn đề gì cả, bởi vì sao? Bởi vì cái khối lượng nó nhỏ, biến đồ đô nó thì cũng khá lớn, nhưng mà chúng ta thấy là mới gặp mưa A5 đã quay đâu rồi, thì anh chị xem thử là cả phiên tới nó lên gặp mưa A20 như thế nào. Đấy, anh chị nhá, hoa phạt nắm kiếm như vậy thôi, chiến lược là về chiến lược giá dịch của dòng thép là như vậy. Anh chị chờ xem thử nó vượt mưa A20 test lại thì chúng ta sẽ tính thêm. Đó là đối với Nam Kim, dòng thép.
một cái dòng nữa đó là dòng bất động sản. Dòng bất động sản thì vừa rồi có thể nói là nhiều nhà đầu tư mà cũng tham gia khá nhiều cái dòng khó khá nhiều cái lợi nhuận, ví dụ như DIG này, đúng không ạ? Nhưng mà giai đoạn này bây giờ thì vào tham gia thì rất là khó, đó. Từ trường hợp là nó phải tích lũy lại thôi. Còn nếu như mà những giai đoạn này để tham gia mua bán, bán thì mình không biết, nhưng mà mua thì theo quan điểm của mình thì những giai đoạn này chưa phải là những cái điểm chúng ta có thể mua được rất dao động. Rồi ví dụ như đất xanh cũng vậy, đất dao động và khối lượng rất lớn, đấy được chưa? Chỉ có Nam Long nó đẹp nhưng mà nó lên rồi, đúng không ạ? Nam Long nó đẹp nhưng mà nó lên rồi, nó như thế này anh chị này thấy chưa? Nó đạp xuống tẹt cái kiểu tẹt cúng, cái kiểu nó khối lượng nhỏ này, đạp xuống kéo lên với khối lượng nhỏ như thế này, mình đã chia sẻ với anh chị bao nhiêu lần rồi đấy. Đấy thì nhưng mà cổ phiếu này nó lên rồi, bây giờ nói là chạy quá rồi, đúng không ạ? Còn HDC thì HDG thì lúc này mình nói anh chị rồi, nó đã quá điểm rồi. Nếu như anh chị chưa có hàng thì anh chị phải chơi những cái vận động như lúc này mình phân tích. Còn HDC nhà Vũng Tàu á, thì ở vùng này thì mình đi cổ phiếu này mình vẫn chưa tham gia. Mình phải chờ, và nếu như nó đạt những cái điều kiện, ví dụ nó test lại ở vùng này, vùng 33.800 đây, nếu nó test lại á và khối lượng nhỏ á thì chúng ta sẽ xem xét. Còn nếu không thì một có một kịch bản nữa là nó phải lên cân bằng ở vùng này, vùng giá 34.000 này, đấy nó sẽ cân bằng ở vùng này. Và nếu như nó cân bằng ở vùng này chúng ta sẽ có những điểm chúng ta tham gia được, còn nếu không thì thôi anh chị nhá. Đó là về dòng bất động sản, mình đánh giá quá như vậy thôi. Còn các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí á, ví dụ PVS á, thì anh chị thấy rằng anh chị phải chờ thêm, bởi vì những người phiên như thế này nó kéo lên nó đạt trở lại, và quá trình này đấy là nó gặp với vùng kháng cự và vùng đỉnh trước. Thì nếu như ngắn hạn anh chị có thể rằng nó đấy là một đỉnh, đấy có thể là đỉnh số 2. Do đó khi gặp đỉnh số 2 và khối lượng lớn thì thường nó sẽ gãy tiếp. Nhưng mà chúng ta chờ xem thử, bởi vì như phiên hôm nay nó đạp lại nhưng mà khối lượng nó nhỏ. Chúng ta chờ xem thử là quá trình tích lũy thêm ở vùng này của nó có cân bằng được không? Xem thử cả cái phiên tới mà nó chặt lại và khối lượng nhỏ á, thì sau đó có những quá trình tín hiệu phía sau chúng ta sẽ tham gia được. Còn hiện tại như thế này thì chưa tham gia được anh chị nhá, anh chị chờ thêm một số phiên nữa. Mình nghĩ những cổ phiếu này có khả năng là phải quá tuần, bởi vì cái vùng kháng cự đấy khá dày, đó là ví dụ PVS. PVD cũng vậy, PVD cũng vậy. Phiên hôm qua và phiên hôm nay đều là những hai phiên lọc, mặc dù là khối lượng nó nhỏ nhưng mà khi gặp vùng này thì anh chị thấy đang như nổi ngàn hàn đấy á, tế công thì anh chị thấy đang là như đấy này là một đỉnh, đấy là đỉnh số 2 này, đây đó là tế công đó. Đó là anh chị phải chờ xem thử nó cân bằng tích lũy lại vùng này, khối lượng nhỏ xuống có biến độ chặt không, là thứ nhất. Còn nếu như nó lớn hơn đó, thì anh chị ngỏ ra rất dễ là màu hình vai này, đầu này, vai này. Đó là nếu như nó muốn màu hình này không, chúng ta đây là đang dự đoán thôi anh chị nhé. Thì nếu như nó mà không phải như thế này thì chúng ta phải chờ nó tích lũy lại. Và tích lũy lại anh chị thấy đấy nhá, nó tích lũy lại và quá trình này phải siết chặt lại phía sau này á, thì khi đó nó quá trình ở bứt phá ở phía sau này khối lượng lớn, thì khi đó nó mới thoát khỏi màu hình là vai đầu vai này. Đấy thì anh chị lưu ý như vậy. PVT cũng vậy, PVT thì mình vô phiên này hôm vừa rồi mình bán hoài huy vốn anh chị nhá, con này mình bán huy vốn, bởi vì sao? Bởi vì lỏng lẻo đấy anh chị, nhìn đấy anh chị thấy là lỏng lẻo và khối lượng thì lớn, do đó mình cũng phải chơi thêm thôi, xem thử là nó có siết chặt được thêm thì chúng ta sẽ tính thêm. Còn nếu không chúng ta chưa vội, chúng ta thì chưa vội, bởi vì nó có thể như thế này này anh chị này, nó có thể giảm xuống đây, rồi sau đó nó lên đây, rồi lên vùng này, nó sẽ hình thành cái màu hình như đây anh chị ạ, màu hình này là màu hình vai đầu vai anh chị nhé, vai đầu vai ngắn hạn, mình là ngắn hạn anh chị nhé, đây vai này đầu này vai ngắn hạn đấy, sau đó nó có cân bằng ở phía sau hay không chúng ta phải chờ thêm. Đấy, trong dòng bán lẻ thì có một số cổ phiếu khá ok chúng ta chơi thêm, nhưng mà hiện tại chưa đạt những điều kiện, ví dụ FRT này. Đấy, FRT anh chị thấy là có những dấu ấn dòng tiền này, đây nó test lại khối lượng nhỏ này, biến chặt này. Phiên hôm kia là gì, phiên thứ hai vừa rồi anh chị thấy là khối lượng rất ok này, phiên hôm qua phiên hôm nay hai phiên test lại này, cân bằng khối lượng nhỏ này. Đấy thì nó vượt mưa 20 anh chị thấy chưa, nó vượt mưa 20 nó tích lũy lại. Đấy thì đây là những tín hiệu anh chị xem chơi thêm. Đấy, nhưng mà xem mà nó ok chúng ta sẽ có những điểm chúng ta sẽ tham gia được, đúng không ạ? Tế công thôi, bẹt không vậy, bẹt nếu như mà nó tẹt lại vùng đỉnh này và khối lượng nhỏ thì có khả năng sẽ có những cái điểm để chúng ta vào, còn nếu không thì thôi, hiện tại là chưa anh chị nhé. Rồi ví dụ đế chứ quân vậy, đế chứ quân vậy, đế chứ quân nó có những cái đặc điểm là như thế nào, đế chứ quân thì nó thường có đặc điểm là nó đã kéo lên, là nó kéo chỉnh hai phiên, nó kéo chỉnh hai phiên, nó kéo lịch sử nó thường như vậy, để chúng ta xem thử là nó đã vượt MA20, nó xuống thể tẹt lại MA20 gì nhé, xem thử khả năng biết ngày mai nó có thể vùng giá là nó tẹt lại đường MA5. Khi nó tẹt lại MA5 khối lượng nhỏ thì đấy là một trong những cổ phiếu anh chị cần chú ý, đúng không ạ?
Đấy thì đó là một số dòng mình phân tích qua thôi, số lượng cổ phiếu khá nhiều, do anh chị quan tâm nên chị có thể để là bình luận hoặc là anh chị trao đổi với mình thông qua số điện thoại có đến màn hình. Mình rất cảm ơn anh chị đã lắng nghe những chia sẻ phân tích trên quan điểm cá nhân của mình. Hy vọng rằng những phân tích, nhận định, chia sẻ của mình sẽ có ích cho anh chị trong quá trình đầu tư. Video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong video lần sau.